Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bethlehem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ kể lại điều họ đã được nghe nói về hài nhi này. Tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên về những gì các người chăn chiên nói cho biết. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ tất cả những sự kiện ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được tai nghe mắt thấy theo như họ đã được loan báo. Khi hài nhi được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt anh chị em trong hội kèn của giáo xứ Thánh Phaolô, nay chúng ta long trọng mừng lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Đây là đặc ân Chúa ban cho Đức Mẹ. Như chúng ta biết, Mẹ Maria được Chúa ban cho 4 đặc ân, đó là vô nhiễm nguyên tội, đồng trinh trọn đời làm Mẹ Thiên Chúa và lên trời cả hồn cả xác. Trong 4 đặc ân này, đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa là đặc ân cao trọng nhất. Đặc ân này kéo theo những đặc ân khác. Vì là Mẹ Thiên Chúa nên Mẹ được miễn trừ khỏi tội nguyên tổ. Vì là Mẹ Thiên Chúa nên Chúa ban cho Mẹ đồng trinh ngay cả khi sinh con. Vì là Mẹ Thiên Chúa nên kết thúc cuộc đời Mẹ được đưa về trời cả hồn cả xác. Như vậy đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa rất cao trọng. Vậy chúng ta hiểu đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa như thế nào? Phải chăng Mẹ là Thiên Chúa? Mẹ sinh ra Thiên Chúa nên Mẹ là Mẹ Thiên Chúa? Thưa không, Mẹ cũng chỉ là người như chúng ta. Rồi Mẹ là Mẹ của Thiên Chúa, phải chăng là Mẹ của Chúa Ba Ngôi? Mẹ cả Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần? Thưa không, Chúa Cha không nhập thể, Chúa Thánh Thần không nhập thể, chỉ có Chúa Con nhập thể. Như vậy Mẹ chỉ là Mẹ của Chúa Con, nghĩa là Chúa Giêsu. Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu như thế nào? Phải chăng Mẹ chỉ là Mẹ bản tính người của Chúa Giêsu? Đã có những người cho rằng Mẹ chỉ là Mẹ về con người Chúa Giêsu, không thể gọi là Mẹ Thiên Chúa được. Thế nhưng giáo hội khẳng định Chúa Giêsu là con Thiên Chúa làm người. Ngài có 2 bản tính, bản tính Chúa, bản tính người. Mẹ Maria đã mang Chúa trong mình và sinh ra một vị Thiên Chúa có bản tính Chúa, bản tính người. Cho nên Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nghĩa là Mẹ Chúa Giêsu, cả 2 bản tính Thiên Chúa cũng như loài người. Và thì
trong cái ngày lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, hiểu là Mẹ Chúa Giêsu, thì chúng ta cần có tâm tình nào? Tâm tình thứ nhất là chúc mừng Đức Mẹ vì hồng ân cao quý Chúa ban cho Đức Mẹ. Và tâm tình thứ hai là hiếu thảo với Đức Mẹ vì Đức Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là đầu, chúng ta là chi thể. Một khi là mẹ của đầu thì cũng là mẹ của chi thể. Là mẹ của Chúa Giêsu thì đương nhiên cũng là mẹ của mỗi người chúng ta. Vì là mẹ của mỗi người chúng ta cho nên chúng ta phải hiếu thảo với Đức Mẹ. Hiếu thảo với Đức Mẹ được thể hiện qua những cái biểu hiện thể hiện lòng yêu mến. Chúng ta vẫn có tháng hoa, chúng ta vẫn có giờ khấn, chúng ta vẫn có kinh mân côi. Đấy là những biểu hiện sùng kính Đức Mẹ. Hiếu thảo với Đức Mẹ, hiếu thảo với Đức Mẹ còn là năng cầu nguyện với Đức Mẹ. Và hiếu thảo với Đức Mẹ được thể hiện đặc biệt qua việc noi theo nhân đức của Đức Mẹ. Khi Đức Mẹ sống như thế nào, ta cố gắng sống cái tâm tình đó, thì đấy là chúng ta đang thể hiện lòng hiếu thảo với Đức Mẹ. Và tâm tình thứ ba là chúng ta chia sẻ cái sứ mạng làm mẹ của Đức Mẹ. Để làm mẹ thì đầu tiên Đức Mẹ phải có Chúa ở trong mình, và để có Chúa thì Đức Mẹ phải đón Chúa qua lời xin vâng. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền. Và ngay lập tức thì con Thiên Chúa nhập thể trong cùng lòng của Đức Mẹ. Đức Mẹ có Chúa. Vậy thì chúng ta cũng phải đón Chúa, đón Chúa qua việc thực thi lời Chúa. Như Phúc âm Gioan chương 14. Chúa Chúa trong người ta có Chúa. Rồi bước thứ hai là Chúa phải lớn lên. Chúa nhập thể trong lòng Đức Mẹ khởi đầu chỉ là mầm sống nhỏ, với thời gian ngày lớn lên. Vậy thì Chúa cũng phải lớn lên trong ta, mà để Chúa lớn lên thì ta phải nhỏ đi. Thánh Gioan nói Ngài phải lớn lên, tôi phải nhỏ đi. Nghĩa là tất cả những thói hư tật xấu nơi chúng ta phải nhỏ đi, bớt đi cho đến khi không còn, để tất cả những nhân đức sự thánh thiện lớn lên. Và điểm thứ ba là sau khi Chúa lớn lên rồi, đến đủ ngày đủ tháng, Mẹ đem Chúa Giêsu đến cho cuộc đời sinh hạ. Chúng ta cũng đem Chúa đến cho cuộc đời. Có nhiều cách đem Chúa lắm. Một trong những cách mà Đức Mẹ đã làm phục vụ, đến bà Elizabeth để phục vụ, thì chúng ta cũng phục vụ. Có nhiều đặc sủng, có người thì ca đoàn, có người thì trong quý chức, có người thì giáo lý viên, có người bộ hội đoàn, có người thì quét dọn nhà thờ, có người giữ xe, làm bất cứ việc gì cho nhà Chúa để phục vụ. Nhưng ở đây muốn nói đến một đặc sủng, đó là phục vụ bằng tiếng kèn của mình. Đấy là cái đặc sủng mà ban Tây Nhạc giáo xứ chúng ta đã chọn. Rất cần cho một giáo xứ. Cái tiếng kèn nó có tác động rất lớn đối với người khác. Có lần tôi cũng đã kể câu chuyện và xin kể lại việc Napoleon đem quân đi đánh giặc. Ông thấy giặc được mạnh quá, cho nên ông có ý định lui quân. Và để lui quân thì ông kêu với người mà thổi kèn ra giữa chiến trận thổi kèn lui quân. Thế người này thì lên ngựa chạy ra giữa chiến trận lại thổi kèn tấn công. Quân lính tưởng là có quân tiếp viện, họ hăng lên họ tấn công, họ chiến đấu quyết liệt.
Và trong trận chiến đó, đội quân của Napoleon chiến thắng oanh liệt. Dù là chiến thắng oanh liệt nhưng mà Napoleon vẫn bực. Cái tên này nó không có làm theo lệnh mình. Mình bảo nó thổi kèn lui quân, mà sao nó thổi kèn tấn công? Mới hỏi, thì tên lính mới nói, đi theo ngài lâu nay rồi chỉ có tấn công. Giờ tôi còn nhớ mỗi cái thổi, cái bài kèn tấn công, còn bài kèn lui quân tôi quên mất. Chứ nhớ bài kèn nào tôi thổi bài kèn đó. Thế thổi kèn tấn công, không ngờ nó tác động cái tinh thần của binh lính và chiến thắng. Nói như thế cho thấy cái tiếng kèn nó quan trọng lắm. Nó thôi thúc người ta, nó làm người ta hăng hái lên. Thế thì ban Tây Nhạc cũng là hội kèn của giáo xứ chúng ta cũng đã tham gia cái chuyện đó. Những cái thánh lễ mà quan trọng có kèn là tự nhiên có bầu khí thôi thúc ta hăng hái lên, nhiệt độ chút sáng hơn cho vấn đề thánh lễ, cũng như là tiếng kèn nó giúp cho người ta nó thể hiện cái sự thờ phượng Chúa một cách gọi là trang trọng. Điều đó cho thấy tiếng kèn tốt. Rồi vì vậy mà chúng ta cầu cho ban Tây Nhạc, thứ nhất là ý thức được cái vai trò của mình, để rồi sẵn sàng tập giờ, chấp nhận mất giờ, chấp nhận hy sinh vì Chúa, vì giáo xứ, vì ích lợi của cộng đoàn. Rồi cuộc đời của chị cũng phải là tiếng kèn, nghĩa là có tác động tốt. Những người mà suy sụp tinh thần, mình làm cho người ta vui lên. Những người đang bất an, người ta được bình an. Rồi những người cuộc sống đang buồn rầu, mình làm cho ta phấn khởi. Và đó cũng là sứ mạng của tất cả chúng ta. Chúng ta có sứ mạng đem đủ tốt đó. Một thế giới chiến tranh đem hòa bình, một cuộc sống đầy lo âu, chúng ta giới thiệu một Thiên Chúa, chút lo âu cho Ngài đi, Ngài sẽ chăm sóc. Rồi người ta đang có nhu cầu đến với Thiên Chúa, Ngài sẽ thỏa mãn nhu cầu. Và một con người bị vấp ngã đến với một Thiên Chúa xót thương. Đấy, đấy là cái việc chúng ta đem Chúa đấy, giới thiệu một Thiên Chúa tuyệt vời cho cuộc đời, để người ta gặp Ngài, người ta tìm thấy sự bình an. Đó cũng là cái điều mà đầu năm mới dương lịch mọi người cầu cho cái năm mới này. Ước gì mỗi người chúng ta cắt trên ban Tây Nhạc, chúng ta ý thức đây là ngày lễ Đức Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa, vừa chúc mừng Đức Mẹ, vừa hiếu thảo với Đức Mẹ, noi gương Đức Mẹ, mang Chúa trong mình để Chúa lớn lên, đem Chúa bằng cách tác động tích cực, đem niềm vui, hạnh phúc đến cho những người xung quanh, giới thiệu Chúa cho họ. Khi ta sống như thế, đời ta đời thành tựu như Chúa muốn.